Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập phần bài tập bổ trợ bài đọc hiểu trường văn. Chúng ta sẽ đi vào bài này nhé. Boku wa gakusei jidai sugaku no seiseki ga yokatta kara sugaku no saino wa aru kata da to omou no desu ga. Câu đầu tiên này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi thì thời tôi đi học, thời học sinh, thời sinh viên thì bởi vì thành tích học tập của tôi, thành tích học tập môn toán của tôi tốt, do vậy tôi nghĩ tôi là một người có gì đấy, có tài năng về toán. Đây là một cái ý kiến đang được, một cái câu chuyện, một cái ý kiến đang được để ở trong gì nhỉ, trong ngoặc nhá. Tiếp theo, watashi wa gakusei jidai kara sugaku ga mattaku dame de zenzen saino ga arimasen, kore ga musuko ni iiden suru no dewa nai ka to shinpai de. Tôi ấy, thì từ thời học sinh thì môn toán tôi hoàn toàn không có làm được, đúng không nhỉ? Do vậy tôi không có một cái chút tài năng gì, không có một chút năng lực gì. Và tôi đang lo lắng là, tôi đang lo lắng là không biết là nó có, đúng không nhỉ? Có lẽ là nó sẽ di truyền sang cho con tôi cái kore. Ở đây có cái chỉ thị từ kore. Kore chính là cái việc gì đấy nhỉ? Chính là cái việc đây, sugaku ga mattaku dame, cái việc mà hoàn toàn không có giỏi toán, không có làm được toán nhé. Đấy là hai người mà đưa ra hai cái ý kiến khác nhau. Kono hanashi wa yoku mimi ni suru, những cái câu chuyện như thế này thì chúng ta rất là thường gặp. Mimi ni suru là giống như là kỳ cự, chúng ta thường nghe thấy những câu chuyện như thế này. Kona Hanashi ở đây có chỉ thị từ, đúng không? Vậy thì những câu chuyện đấy là những câu chuyện gì? Chính là hai câu chuyện ở trên đây người ta đưa ra đây này. Oku no hito ga sugaku no saino ga aru ka nai ka toyukoto wo gakusei jidai no sugaku no testo no tensu de ronjite iru no da. Nhiều người họ đang ronjite iru. Đây là chữ luận, đúng nhỉ? Đấy, chữ luận thì nó cũng khá là giống nghĩa so với lại từ với từ ronso, tranh luận. Đấy, tranh luận nhé, hoặc là giron là nghị luận, nó cũng tương đối giống nhưng mà cái sắc thái nghĩa thì nó không được trang trọng như cái từ giron. Rất là nhiều người họ đang tranh luận, đúng nhỉ? Họ đang nói chuyện, họ đang bàn luận với nhau. Họ bàn cái gì, đúng không? Đây là động từ thì đây là cái điều mà họ đang bàn luận này. Họ đang nói là họ có aruka naika, họ có hay là không có tài năng về toán. Họ bàn luận vì về cái gì nhỉ? Họ bàn luận về cái việc họ có tài năng hay không có tài năng về toán. Họ lấy gì để bàn luận? Đấy chả lấy chính là bằng cái điểm số của bài kiểm tra toán thời đi học. Đấy. Shikashi, shogakko no sansu kara hajimatte daigaku no gakubu teido made no sugaku wo rikai suru no ni saino mo nani mo kankei nai. Thế nhưng này. Đây các bạn thấy có từ no và ni, nhưng đây không phải là mang nghĩa là vậy mà đâu nhá. Cái từ ni này, này nó là trợ từ để đi kèm với lại động từ, đi kèm với lại cái kankenai, không liên quan đến cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng trợ từ ni. Đấy, cái no này để biến nó thành dạng danh từ thôi, nó giống như là koto, cái tài năng, đúng nhỉ? Nó không liên quan một chút nào đến, đấy nhá, cái tài năng ấy nó không liên quan một chút nào đến cái việc hiểu được toán, đúng không? Từ gì nhỉ? Từ cái phép tính bắt đầu học ở trường tiểu học đến cái mức độ mà giống như là chúng ta học ở trường đại học vậy. Đấy. Sore wo rikai suru noryoku wa nichijō sekatsu wo kichinto okureru noryoku to amari kawaranai. Cái năng lực thấu hiểu cái này nó không thay đổi, nó không khác so với cái năng lực mà có thể sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống thường nhật một cách gọi là cẩn thận, chắc chắn, chỉn chu. Ở đây người ta sẽ gạch chân cái từ sore và người ta hỏi cho các bạn đấy là sore là cái gì. Vậy thì các bạn thấy đối với lại câu hỏi mà có phần gạch chân mà chỉ thị từ thì chúng ta sẽ để ý cái phần đằng trước rất là quan trọng, đúng không?
cái năng lực hiểu cái đó. Vậy thì đây các bạn thấy này, ở đằng trước nó đang nhắc đến cái việc là gì nhỉ? Để hiểu được cái môn toán từ cấp độ này đến cấp độ này, vậy thì khả năng rất là cao nó chính là gì đấy? Hiểu toán từ đây, từ cấp độ tiểu học cho đến cấp độ gì nhỉ? Cấp độ đại học nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem có cái đáp án nào giống như thế không. それは何を指しているか。cái それ nó chỉ cái gì? 1. 小学校から大学の学部までの間に学ぶ数学。cái toán mà chúng ta học ở trong khoảng thời gian từ tiểu học cho đến đại học, đúng không nhỉ? Trùng khớp luôn, đáp án đúng là 1. Câu 2 này. 学校で学ぶ数学と才能は関係がないこと。đó là cái gì đấy? Đó là cái việc tài năng, đúng không? À, tài năng với lại cái môn toán mà chúng ta học ở trường nó không có quan hệ gì với nhau, không phải nhá. Gakusei jidai ni ukeru sugaku no testo, đó là bài test, bài kiểm tra toán mà chúng ta nhận, chúng ta tham gia ở thời đi học, không phải. Sugaku no saino ga aru ka nai ka という こと, cái việc là có tài năng về toán hay là không, không phải. Đây các bạn lưu ý nhé, đối với phần mà có gạch chân và chỉ thị từ thì cái đoạn trước nó rất là quan trọng. Ở đây người ta bảo là cái năng lực mà hiểu cái đó là cái gì, đúng không nhỉ? Thì chính là cái gì đấy, chúng ta để ý cái từ này. Đấy, để hiểu được cái toán trong cái giai đoạn này. Đấy thì chúng ta sẽ lưu ý từ đây có thể giúp chúng ta chọn được đáp án một cách chính xác và nhanh nhé. Chưa? Vậy đây người ta đang, tác giả hay đang triển khai cái suy nghĩ đấy là cái năng lực mà hiểu toán ấy thì nó cũng không có thay đổi, nó cũng không khác so với cái năng lực mà có thể sống được một cuộc sống thường nhật một cách gọi là kỳ chin tội, một cách chỉn chu cẩn thận. So watashi wa omotteiru, tôi thì tôi đang nghĩ như vậy. Sugaku no saino to yobu no ni fusawashii noryoku no mochinushi to wa rekishi ni namae wo nokoshiteiru yona dai sugakusha no koto wo iu no de atte 100年に1人いるかいないかだというのが私の考えなのです。考えなのだ。Một câu rất là dài mà tiếp theo có một cái phần gạch chân ngay đằng sau, vậy đây chắc chắn cũng sẽ là một câu hỏi, đúng không nhỉ? Ở đây các bạn thấy có cái từ tòa, tòa đây là để định nghĩa nhé, là thực ra nó giống cái từ hoa thôi, nhưng mà đằng trước ý là người ta nhấn mạnh mochinushi tức là người mà có năng lực, đúng không nhỉ? À, cái gì đấy, cái người mà mang năng lực để fusawashi. Fusawashi là phù hợp, đúng không nhỉ? Đấy, au hoặc là tekisetsu nhá, phù hợp. Cái người mà có cái năng lực phù hợp để gọi là một tài năng về toán học ấy thì là gì nhỉ? Thì là chúng ta đang nói về những cái người gì đấy, những cái người Sugakusha là những nhà toán học lớn mà họ để lại tên tuổi trong lịch sử. Đấy. Và suy nghĩ của tôi ấy là 100 năm thì mới có một người, có thể là còn không có nữa. Đấy thì người ta sẽ, các bạn xem câu 2 người ta gạch chân như vậy thì nội dung câu hỏi là như thế nào? Câu 70 này. Hisha no kangaeru sugaku no saino to wa dono yona mono ka? Cái gọi là tài năng về toán mà tác giả suy nghĩ là cái nào ở đây, đúng không? Vậy thì rõ ràng ở đây các bạn thấy tác giả đang nói là cái gì nhỉ? À, cái mà gì đấy, cái mà phù hợp với lại cái gọi là tài năng ấy thì phải là người, những cái nhà gì đấy nhỉ, những cái nhà toán học lớn để lại tên tuổi trong lịch sử nhá, thì chúng ta sẽ phải chọn cái đó. Đấy, bởi vì đây là câu mà nó đưa ra định nghĩa rồi. Các bạn sẽ xem này, các đáp án này, câu số 1. Nichijō sekatsu wo kichin to okureru noryoku. Cái năng lực mà có thể sống một cuộc sống bình thường một cách cẩn thận, chỉn chu, không phải. Có nhiều bạn sẽ nhầm lẫn và chọn cái câu này bởi vì các bạn thấy có cái câu là năng lực hiểu toán nó sẽ giống với năng lực mà sống như này. Nhưng đấy là năng lực hiểu toán chứ không phải là Sugaku no Saino, không phải là tài năng về toán, nó khác nhau nhé. Câu 2. 線や記号を使って抽象化する能力。Cái năng lực mà dùng những cái ký hiệu và những cái đường
để làm trừu tượng hóa, không phải. Idaina sugaku sha ga motsu tokubetsu na noryoku, cái năng lực đặc biệt mà những cái nhà toán học vĩ đại có, đúng không? Chính xác. Idai, vĩ đại chính là gì nhỉ? Chính là cái rekishi ni namae o nokoshiteru, để lại tên tuổi trong lịch sử đấy, thì nó cũng tương đồng với nhau. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 3. Câu số 4 này. Daigaku no gakubu ijo no sugaku o rikai suru noryoku. Đó là năng lực thấu hiểu toán cấp độ trên đại học, không phải. Rồi chúng ta đọc tiếp này. Dewa, daigaku no gakubu tedo made no sugaku o rikai suru noryoku, sunawachi nichijou sekatsu o kichin to okureru noryoku to wa donna noryoku daro ka? Vậy thì người ta đang hỏi này, vậy thì cái năng lực mà hiểu toán đến cái cấp độ đại học, hay nói cách khác, đúng nhỉ? Sunawachi là hay nói cách khác, hay tức là cái năng lực mà có thể sống được một cuộc sống đời thường một cách gọi là hoàn chỉnh ấy, chỉn chu ấy, thì nó là cái năng lực như thế nào nhỉ? Daitai tsugi no yotsu no koto ga dekiru noryoku to kangaereba ii daro. À, có lẽ là bạn bạn có thể suy nghĩ, bạn nên suy nghĩ là nó là cái năng lực mà có thể làm được bốn cái việc sau đây nhá. Sore ga dekireba atoa doryoku shidai de aru. Nếu mà có thể làm được điều đó thì còn lại thì phụ thuộc vào nỗ lực, đúng nhỉ? Shidai là ngữ pháp nghĩa là tùy thuộc vào. Đấy, ở đây có chỉ thị từ sore, đúng nhỉ? Chính là gì nào? Chính là bốn cái việc mà người ta liệt kê đây này. Đấy, làm được bốn cái việc này thì nếu mà không được nữa thì là do nỗ lực thôi, đúng không? Sono yotsu to jisho hiku koto ga dekiru. Jibun no kaban o jibun no locker ni ireraru, ryori o tsukureru, chizu o kakeru de aru. Bốn cái đấy là có thể tra từ điển, có thể cho cặp của mình vào cái hòm khóa của mình, có thể nấu ăn và có thể vẽ bản đồ. Đấy, tác giả đã nghĩ như vậy. Naze korera no noryoku ga areba daigaku no gakubu made no sugaku wa rikai dekiru to ieru no ka? Vậy chắc chắn sẽ có những độc giả thắc mắc tại sao lại vậy, đúng nhỉ? Vậy thì tác giả mới đặt một câu hỏi đấy là à, vậy thì tại sao lại có thể nói nếu có những cái năng lực này, korera, đúng nhỉ? Chính là bốn cái năng lực mà người ta liệt kê đây này. Đấy, tại sao lại có thể nói là nếu có bốn cái năng lực này thì lại có thể hiểu được toán đến cấp độ đại học? Chắc chắn ở dưới người ta sẽ giải thích cho, đúng không? Chúng ta cùng xem này. Tatoeba, ego no jisho ga hikeru ということは、アルファベート26文字の順序関係を理解できるということだ。À, ví dụ này, cái việc mà nói là có thể tra từ điển tiếng Anh ấy thì nó cũng là cái việc mà có thể hiểu được cái gì nhỉ, cái mối quan hệ về junjo là vị trí trật tự của 26 ký tự gì đấy, ký tự Latin nhá, A B C D E F đấy. Đấy, ý là sao, khi mà chúng ta tra từ điển ấy thì chúng ta phải xem A B C D E F, đúng nhỉ? Thì cái đấy là một cái mà giúp chúng ta liên quan từ toán sang cái việc tra từ điển là như vậy. Kokugo jiten nara 51 mono kazu no daisho kanke ga rikai dekiru ということになる. Nếu là cái từ điển Kokugo quốc ngữ, đây là chính là tiếng Nhật. Nếu là từ điển tiếng Nhật ấy thì nó cũng đồng nghĩa với việc là có thể hiểu được mối quan hệ lớn nhỏ của 51 ký tự. Đấy, tiếng Nhật mà, đúng không nhỉ? Sẽ là 51 nhá. Jibun no locker ga tsukaeru ということは jibun no kaban o jibun no bango no locker ni shimaeru ということだから、すなわち1対1対応の考え方を理解できるということだ。Cái mà gọi là có thể dùng cái hòm khóa của mình ấy thì nó mang ý nghĩa là đấy, bởi vì nó sao nhỉ? Bởi vì là nhé, đây có bạn thầy có Dakara này. Cái việc mà chúng ta có thể sử dụng được cái hòm khóa của mình ấy thì bởi vì nó là cái việc nói là gì đây? Chúng ta có thể cất, đúng nhỉ? Động từ shima là cất. Chúng ta có thể cất
cái cặp sách của mình vào trong cái ổ khóa mang số của mình. Tức là như vậy là chúng ta đã hiểu cái gì nhỉ? Chúng ta có thể hiểu được cái cách suy nghĩ tai ô đối ứng, gọi là ichi tai ichi, một đối một. Tức là sao đây? Tức là nó mang kiểu tương thích phù hợp với nhau ấy, đúng không? Cái của chúng ta này sẽ chỉ cho vào cái cặp của chúng ta, sẽ chỉ cho vào cái hộp, cái khóa của chúng ta thôi. Đấy, đấy là cái tính mà gọi là biết cái sự tương thích. Ryōri o tsukureru koto wa mono o kansatsu shi yosoku suru chikara ga aru koto o imi shi chizu o kakeru koto wa sen ya kigo o tsukatte zissai no kūkan o heimen ni suru nōryoku sunawachi chūshōka suru nōryoku o imi shiteiru no da. Cái việc có thể nấu ăn thì nó mang ý nghĩa là mình có cái năng lực quan sát và yosoku và dự đoán. Đấy. Còn cái việc mà có thể vẽ bản đồ ấy thì nó mang ý nghĩa là một cái năng lực trừu tượng hóa, đúng nhỉ? Có thể trừu tượng hóa, tức là này, tức là cái năng lực mà dùng những cái đường nét ký hiệu để gì đấy, để biến cái không gian gì sai, biến không gian thực tế thành một cái heimen, bình diện là một cái mặt phẳng nhé. Đấy. Thì đây là người ta đang giải thích cho bốn cái bốn cái năng lực trong đời sống mà tại sao lại liên quan đến toán như vậy, người ta đều có cái giải thích cặn kẽ hết. Dakara korera yotsu no noryoku ga aru ni mo kakawarazu sugaku ga dekinai toyu hito wa sugaku o rikai suru noryoku ga nai toyukoto dewa nakute tan ni noryoku o sezu namakete ita dake da to omou no da. À, vậy thì đúng không? Vì vậy ấy, những cái người mà nói là gì đây nhỉ? Nói là, ở đây có cái ngữ pháp là nimo kakawarazu, nó nghĩa là mặc dù. Những người mặc dù có bốn loại năng lực nói trên, thế nhưng mà vẫn nói là tôi không có làm được toán, tôi rất kém toán ấy, là không phải. Đấy, những người mà như vậy thì không phải ở cái việc là họ không có cái năng lực hiểu toán, mà đơn thuần, đúng không? Ở đây các bạn có cái từ tan, tan nhị, nó sẽ đi cụm với đa kê, chỉ, đúng không nhỉ? Mà tôi nghĩ rằng ấy, chỉ đơn thuần là bởi vì họ đô điếu cứu xe dư chính là sinai đệ, họ không có nỗ lực và họ lười nhác mà thôi nhá. Đấy là một cái bài khá là hay về mối liên hệ giữa toán và gì nhỉ, và cái việc mà có thể thực hiện được một số cái công việc, có thể sống được một cuộc sống đời thường có ổn hay không. Đấy là cái mối liên quan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem câu số 71. Câu số 71 này, bài đọc dài của N2 thì câu hỏi cuối cùng thông thường nó sẽ là cái điều mà toàn bộ cái văn bản nói là gì. Đấy, cũng như là điều mà tác giả muốn gửi gắm. Hisha ga kono bunshou de iitai koto wa donna koto ka? Điều mà tác giả muốn nói qua đoạn văn này là điều gì? Chúng ta cùng xem câu 1. Nichijō sekatsu o kichin to okureru noryoku ga nakereba sugaku wa rikai dekinai kara gakkō de wa 4 つの基本能力を学習させるべきだ。Nếu không có năng lực có thể sống được một cuộc sống đời thường một cách chỉnh chu ấy, thì bởi vì là sẽ không thể nào mà có thể làm được toán, đúng không? Có thể hiểu được toán. Do vậy ở trường nên bắt học sinh học tập, đúng nhỉ? Đấy, học tập những cái năng lực cơ bản này, bốn cái năng lực cơ bản này. Thì ở trên bài này không có chỗ nào nói là nên bắt học sinh, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ loại câu này nhé. Câu số 2 này. Daigaku no gakubu teido made no sugaku o rikai suru ni wa nichijō sekatsu o okureru noryoku ga areba jūbun de ato wa honnin no noryoku shidai de aru. Đây có nhiều ạ, nghĩa là để để hiểu toán đến cái cấp đại học ấy, thì nếu mà chúng ta có cái năng lực có thể sống được một cuộc sống đời thường, đúng không nhỉ, là đủ rồi. Đấy. Còn lại ấy, là cái là phụ thuộc vào cái nỗ lực của người đó. Đây là một câu chính xác, đúng không? Đấy. Nói chung là toàn bộ cái bài này ý là sao nhỉ? Nói chung là không có người nào mà gọi là giỏi hay là không giỏi, hiểu hay là không hiểu về toán,
nếu mà một người có thể sống được một cuộc sống bình thường, làm được bốn cái điều bình thường kia thì ai cũng có tố chất, ai cũng có thể làm được, vấn đề là có chịu nỗ lực hay không, đúng không? Thì các bạn thấy ngay cái câu này ở trên bài nó cũng có một đoạn nó nói như thế nhá. Đây các bạn thấy này, đại tài tsugi no yotsu no koto ga dekiru noryoku to kangaereba ii daro, sore ga dekireba ato wa noryoku shidai de aru. Đấy, người ta bảo là làm được những cái điều này thì còn lại là do cái nỗ lực của mình thôi. Đúng của chúng ta là câu số 2. Câu số 3 này. Sugaku wo rikai suru tame ni wa nichijou sekatsu wo okureru noryoku ga areba jubun dakara noryoku shidai de wa rekishi ni nokoru yona dai sugakusha ni nareru. Để hiểu được toán ấy thì nếu có cái năng lực sống cuộc sống đời thường là đủ rồi. Vì vậy tùy thuộc vào nỗ lực mà chúng ta có thể trở thành những cái nhà toán học lớn để lại tên tuổi trong lịch sử. Thì cái này không nói nhá, không phải, đây chỉ là một cái ví dụ của người ta, là những cái ai được xứng đáng được gọi là gì nhỉ, được gọi là tài năng toán học thôi, chứ không phải là nói đến cái việc có thể trở thành một nhà toán học lớn để lại tên tuổi. Câu số 4. Sugaku no saino wa gakko no sugaku wo rikai suru noryoku to wa kankei nai no dakara nichijou sekatsu wo okureru noryoku to mo nan no kankei mo nai. Cái năng lực toán, cái tài năng về toán ấy, bởi vì nó không có liên quan gì đến cái gì nhỉ, đến cái việc hiểu gì đấy, đến cái năng lực mà hiểu toán ở trường cả. Do vậy là nó cũng không có liên quan gì với lại cái năng lực mà có thể sống được một cuộc sống gì đấy nhỉ, một cuộc sống đời thường bình thường. Không phải nhá, đây không phải là điều mà tác giả muốn nói. Như vậy chúng ta chọn đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 2. Đó đó là nội dung của cái bài này. Thì các bạn hãy xem video và luyện tập thật nhiều để có thể nâng cao cái trình độ đọc hiểu cũng như là cái khả năng chọn đúng của bản thân nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.